Không, cơ anh bắp thôi. Tạ lâu chứ không phải một tí đâu anh ạ. Gớm khổ, em tập mãi không lên thế này. Đây. Có một động tác anh làm giống là nằm ngửa ra sàn ấy. Bạn có một nụ cười mà tôi gọi là nụ cười cá. Là nụ cá chả bưởi, là nụ cười chả bán. Còn chỉ có một câu là tôi thích em rồi. Tôi thích em rồi. Tôi thích em. Không có cái sự quen biết gì hết cho nên ngay sau đây anh sẽ chém thẳng. Sai rồi, em sai rồi, xin lỗi anh đi. Lại là chả giống Chi Phu tí nào cả. Bạn đang giống Hương Tràm. Bạn đang giống Hương Tràm. Biết cái này anh có bị ấy không, nhưng mà thôi anh cũng chấp nhận đi. Tại vì người ta hay gọi anh là Thánh Soi. Em muốn anh đưa em về. Em muốn anh đưa em về. Có vậy nữa hả? Có cái đó. Tôi muốn nói về giám khảo Kim Oanh một tí xíu. Nếu như trong một cuộc thi hoa hậu, Kim Oanh sẽ đặt giải hoa hậu thân thiện. Hết Tết cô ấy vẫn còn bán mai. Những bán mai mà còn giữ mai, nuôi mai, chăm sóc mai. Em còn một cành mai ở trên đầu. Qua cái ngành nghề nào rồi thì khó thay đổi như một sớm một chiều được lắm. Ví dụ như là người ta bán mai, người ta bán mai, bắt người ta bán gạo, rất khó thay đổi. Thì để chị ấy tiếp tục chăm sóc vợ mai của chị ấy đi. Chút ghê gớm, hơi có một chút quyến rũ, nhưng rõ ràng là cô ấy cũng hơi lẳng lơ một chút, chút xíu thôi. Nếu như mà em để ý một chút, quá một chút thôi, rất là hay. Tầm một chút xíu thôi, bởi vì là em vẫn cuốn hút được. Em chỉ có một xíu lúc quấy là em làm thôi. Chị vẫn thấy em có một cái cảm xúc là lúc thi hết mình mà lúc về hóng buồn. Để bị nói cho mà nghe. Bộ đồ này là em may hả? Dạ vâng ạ. Đó. Sao trong tủ nhà chị mất bộ đồ này ta? Là may thiệt hả em? Là may thiệt hả em?